Tôi mới mua cái đơn hàng này với giá là 250.000. Thì để tôi mở ra thì nó có cái gì trong này ta. Đặt mua cái phần mặt nạ phòng hộ. Cái này mình mua trên Facebook thôi. Thì giờ để mình mở nó ra. Cái này là cái gì ta? Trùm được cái gì? Không biết. Nó đều có hai cái ra hay là cùm vô cái này thì nó có hai cái cục than nè. Này cục than khi mình hít vô thì cái này nó sẽ đóng lại. Khi mình thở cái này nó sẽ đẩy cái ron này ra, đẩy cái ron này ra, nó cũng vậy luôn. Thì hai cái này mua là với giá là 250.000. Mua để phục vụ công trình, mình đang làm công trình, ha. Mua để phục vụ cho công việc. Thành thử ra là mua hai cái. Rồi, ok, tạm biệt mọi người ha. Có gì để mình mua thêm cái gì khác khác mình review cho mọi người xem. Rồi, cái này thì mình sẽ cắt đi. Rồi, tạm biệt mọi người.